What the fuck? What the fuck? No. What the hell? It's not. Không. Không. 45 FPS và cả của chúng ta đang hoạt động ở mức 97%. CPU đang không lót mấy. Mặc dù ở mức Full HD thì gần như ăn CPU nhất, nhưng mà hiện tại thì CPU cũng đang chỉ lót khoảng 45%, nên là con hoàn toàn là con 10100S này anh em dùng thì vẫn dùng được. Hello 500 anh em, và nếu mà anh biết ý, thì Cyberpunk 2077 là một tựa game flop nặng nề ở trên cái PS4 và Xbox. Đến bây giờ Sony đã phải ra chính sách gọi là hoàn tiền các game thủ đã mua cái game Cyberpunk đấy. Nhưng mà đấy là trên console thôi, còn trên PC thì có vẻ như anh em vẫn không thấy gọi là phàn nàn gì về lỗi hiệu năng của Cyberpunk này cả. Nhưng mà rất nhiều anh em đang nghĩ là bây giờ PC bao tiền thì chơi được cái Cyberpunk này. Thì hôm nay mình sẽ thử một bộ PC mình đi chợ khoảng tầm 14 triệu, thử 15 triệu, coi như dưới 15 triệu đi, xem một chơi được Cyberpunk ở mức nào, và để xem mà liệu chúng ta có thể bộ máy là ngon bùng rẻ chơi được cái tựa game gọi là sát thủ phần cứng cuối năm 2020 này hay không. Bây giờ bắt tay vào làm thịt thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng con CPU. Cấu hình tối thiểu của Cyberpunk 2077 là con i7-4790 à? Và con đấy thì nó chỉ ngang con i3-10100F thôi. Anh em thấy đầu 4 và đầu 10 được trải qua 6 năm thì Intel họ đã cho một con chip Core i3 có giá là hơn 2 triệu một tí tiệu, 2 triệu 1, 2 triệu 2, và hiệu năng bằng một con i7 có giá 8 triệu ngày trước. Và anh em mua con i3 này, chưa kể mua con i3 2 triệu được phần quà một đống cốt game chỉ giá 3 triệu 8, và anh em mà chưa rõ về nó ấy, thì xem video trên này nhé. Nó nói rất nhiều về cái phần cốt game đi kèm con i3 này. Anh không thích chơi Cyberpunk thì chơi cái khác cũng được. Và để đi kèm với con i3 này thì tiết kiệm, combo tiết kiệm luôn luôn nó sẽ là H410 và hãng nặng cũng được. Từ trước đến giờ build H410 ấy thì mình chưa bao giờ bảo với các bạn là chúng ta phải chọn H410 này vì nó ngon, vì nó đẹp hay là vì nó như nào cả. Mà mình sẽ chọn H410 tại vì nó rẻ và càng rẻ càng tốt. Và mình đang có đây là con Pride H410i Plus. Ô, con này ITX luôn. Đấy, anh em thích mà build cây nhỏ thì build con này hay lắm đấy này. Nói chung về H410 ấy thì anh em sẽ không cần phải quan tâm về phây phụng các thứ gì cả, tại vì thực ra là các con H410 trên thị trường, các bên mất H410 đều có những cái gọi là phần cứng nó cũng không khác biệt nhau quá nhiều, và nhìn chung thì tất cả với H410 đủ cho anh em cân từ i5 trở xuống. Còn nếu mà trên i5 ấy thì chúng ta nên xem những giải pháp khác như là B460 dòng cao cấp đổ lên. Và đầu tiên chúng ta phải lắp con này vào CPU và main đã. Đừng bao giờ tháo phần lắp này ra trước khi các bạn lắp CPU, công tắc socket đấy. Chờ CPU ạ. Không khó gì cả đâu, ấn nó tự lên, ấn nó không vào thì các bạn biết là các bạn đang lắp hỏng cái gì rồi đấy. Và RAM thì do Cyberpunk yêu cầu tối thiểu chúng ta là 12GB RAM để chơi được mức medium setting. Và bây giờ giá RAM khá là rẻ nên là mình sẽ chọn là 16GB RAM. Và do là con CPU i3-10100F này nó chỉ hỗ trợ bớt tối đa là 2666 thôi, nên là mình cũng chỉ dùng đến là bớt 2666 của Kingston. Đây là bạn không có đèn LED gì cả, đúng cái tiêu chí gọi là rẻ nhất có thể. Và thật sự ý, là anh em bảo là mua main 4GB RAM nâng cấp ý, nhưng mà mình nghĩ là với cái bài toán nâng cấp thì không biết là bao nhiêu người sau khoảng là 1-2 năm sử dụng lên 32GB RAM không. Tại bây giờ anh em 4GB RAM chủ yếu nhìn cho đẹp và chính thôi, chứ còn là 14GB bảo là 16GB RAM mà bảo là dùng ở sau nâng cấp lên 32GB cũng hơi bất hợp lý. Và 16GB bây giờ là cũng đủ cho anh em chơi hết các game rồi, cũng không cần thiết lên đến 32GB gì cả, trừ khi dùng các ứng dụng đồ họa như là Adobe After Effects là Premiere mới cần đến khoảng tầm 32GB RAM thôi. À quên, quạt tốc thần thánh của Intel. Với i3 chúng ta cũng chả cần phải gọi là tặng gì thầm hốm gì cả, trừ khi các bạn muốn một cái gì đấy nó gọi là nhà nhỉ, nhìn nó sẽ đẹp hơn một tí thôi thì dùng những con tảng bên ngoài, còn không thì cứ tặng stock mà dùng thôi. Cắm vào. Vâng, một combo main chip RAM. Một combo này con main nhớ hình như là tầm 1 triệu 6 thì phải, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6, con chip là hơn 2 triệu 2. Cặp RAM là 1 triệu 7 thì phải. Một combo chuẩn chỉ chơi game, mà bây giờ bảo là chơi game mà giá rẻ và ngon ấy chỉ có Intel thôi. AMD họ vẫn đang ở một cái gọi là hiệu năng cao và giá thành tốt, giá thành cao nữa, chứ không có chuyện là hiệu năng cao giá rẻ đâu. Và ổ cứng thì tí nữa mình sẽ nói sau về ổ cứng, cái nguồn nữa. Và bây giờ mình không hiểu tại sao mình lại chọn con cây này. Mình nhìn giá web, mình search từ giá rẻ đến giá cao, thấy một con cây 450.000 và có đi kèm 4 quạt, mình nghĩ rẻ thế. Và mình không ngờ mình cầm con cây này. Đúng ở trên nó sẽ kèm là 4 quạt LED, mà đây là đúng bên trong mình nhìn sơ qua được có 4 quạt LED thật,
hai mặt kính cường lực nhá. Kính không biết kính cường lực hay không. Đó là hai mặt kính đi. Nhìn thì cũng cao giáo sạch sẽ, mỗi tội là để nguồn ở trên thôi. Chúng ta có hai mặt kính, một tí nữa mình sẽ thử sau. 550.000 anh em có 4 nước quạt, nhưng mỗi tội anh em có thể để nguồn ở trên. Đó là cái điểm thứ nhất của cây này. Còn lại thì cạc thì sẽ không gắn được với cạc to nàng dài đâu. Một cây này chỉ gắn được cạc mà tầm 2 quạt hoặc là 3 quạt dạng ngắn thôi. Và lắp cây thì rất nhiều anh em hay quên cái chắn mên này. Như vậy là cây này, các bạn muốn gắn được cái chắn mên ấy, các bạn bỏ quạt ra, tại vì nó đang hơi bị kích vào vị trí của cái chắn mên của chúng ta. Và con vỏ cây này tên của nó là X-Tech, khá là lạ. X-Tech và G340. Với cái yêu cầu của mình là càng rẻ càng tốt, nên là mình lựa chọn cái vỏ này. Và thực ra là cái con cạc mà mình chọn tí nữa là con 1660 Super, nó sẽ khá là nóng, nên là mình cũng chọn cái vỏ là nó có quạt một tí. Như anh em bây giờ mua cây ấy, toàn là kiểu đèn đóm linh tinh, cứ tung lên không có quạt. Mà bây giờ thì cây là mặt kính, nó om nhiệt cho thì linh kiện lại rất là nóng. Gọi lên trên mạng hỏi là tại sao linh kiện lại bị nóng, tại vì các bạn không mua quạt cho nó đấy. Các bạn nhớ một cái này nhá, khi mà lắp con biển các bạn ấy, các bạn hãy lắp con bên vào trước này, sau các bạn mới là tháo cái bóc cái phần này ra này. Nhưng mà làm thế nhiều khi là các bạn bóc ấy, bốn cây nó rẻ nó sẽ không phải là cái vít mà các bạn bẻ ra như này này, thì nó sẽ bị xước thẳng vào trong cái phần mạch mên và sẽ thường là cháy mên, mà cháy mên với xước vật lý này sẽ không được bảo hành đâu. Nên là các bạn ướm trước và lắp cái đấy vào trước cho mình, bóc cái phần chắn đằng sau ra trước, chứ đừng có vào lắp xong rồi bóc, dễ đi vào lòng đất lắm. Con cây thì từ dạng là mid tower nên là nhìn nó sẽ hơi to so với cái con mên. Một tí nữa mình sẽ dựng cho các bạn xem. Anh em nào mà đang build PC cần ETX giá rẻ, con này hợp lý ấy, và có lẽ là các video sau sẽ dùng thử con này với con vỏ cây NZXT1 xem là chúng ta có làm được một cái Xbox Series X mà toàn bộ linh kiện chạy trong Windows không. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến cái bước gắn ổ cứng và gắn nguồn. Mình dùng là con Western Blue 500G. Con này là con dạng của SATA và giá nó khoảng tầm 1.8 triệu. Và mình cũng bảo các bạn là khi mà chơi game thì ổ này nó sẽ cho các bạn hiệu năng không khác một tí nào hiệu năng các bạn khi mà dùng nguồn NVMe cả, rất là ít. Mình sẽ gắn kiểu cứng này vào đây, gắn lên trên đi, chúng ta sẽ có một ít gió từ quạt thổi vào cứng. Anh em bây giờ nhớ anh em vẫn chơi combo kiểu như là một con ổ cứng tầm 240GB SSD để login một game, sau chơi ổ cứng 1T để gọi là lưu các game ở đấy. Nhưng thực sự bây giờ chúng ta không nên dùng ở đấy nữa, tại vì game bây giờ dung lượng nó khoảng tầm hơn 100GB một game rồi, mà em chơi thế cũng chả được mấy đâu. Và cái giá của một ổ SSD 500GB này đây hiện tại nó chỉ có là 1.8 triệu ổ 500GB, nên cũng chả phải gì phải mua cái kiểu kia để tiết kiệm chi phí không gì cả. Cứ mua ổ SSD cho mình, dùng mọi thứ sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Cái thời mà combo một SSD một ổ cứng bình thường ấy nó qua lâu rồi. Và bây giờ đến cái lúc mà mình có vài cái USB ở trên này, mình chơi nguồn trước đi. Nguồn cả đây mình chọn là con 1660 Super nhá, nên nguồn của nó tối thiểu các bạn là 450W cho mình. Còn ở đây mình dùng 500W ra cho nó gọi là dư ra tí. Có một cái dây nguồn, chúng ta có mấy cái ốc nguồn trong cây cũng sẽ có. Chúng ta có một nguồn Aerocool, đây là nguồn Aerocool VX Plus 500W. Nói chung là bất cứ một nguồn 500W nào đạt chứng chỉ 80 Plus hay là không, nhưng mà đến từ các thương hiệu lớn ấy, cũng đều cho các bạn gọi là hiệu quả hoạt động sử dụng được. Chứ đừng mua những con nguồn mà các bạn thấy kiểu 500W ấy, nhưng mà giá nó khoảng tầm 300.000, 400.000 thì không có giá ấy đâu. 500W tối thiểu phải gần 1 triệu một cái, nó mới gọi là đúng và hợp lý được. Đây là một cái dòng điện đi vào lòng đất con cây này, nó chính là các bạn sẽ phải cắn nguồn lên trên. Tầm này cũng có nhiều con cây, nếu mà anh muốn gắn nguồn dưới của Sama hay là của cái mắc, anh em phải gắn được nguồn ở dưới, nhưng mà nó sẽ không đi kèm quạt. Và mình thì mình vẫn thích có quạt hơn, tại vì quạt 3 quạt RGB anh em mua ở ngoài ấy, nó rơi khoảng tầm là mấy trăm nghìn, một cái là khoảng tầm 300-400 nghìn rồi. Mà thêm một cái vỏ nữa thì nó sẽ lên gần 1 triệu một cái vỏ đấy. Thì thôi, mình quyết định lựa chọn là một con vỏ này đi kèm quạt.
nguồn thì nó hơi đi vào lòng đất một tí thôi. Vị trí tắt nguồn thì hơi đi vào lòng đất một tí. Rồi, diễn cảm để gắn sau cùng. Thôi đi dây nào cho gọn nhỉ? Theo đúng bài ấy, thì chúng ta sẽ phải là đi cái dây, tất cả mọi dây là sau trước. Đó là luồn cái đằng trước một. Và mình nhìn mình đang thấy khá là no hope. Đây là cái đống này. Dây 24 này. Các loại dây 2000 years later. Và đây là tất cả mọi thứ gọi là front panel. Anh em hay gọi là cắm lên mặt trước của cây ấy. Mặt trước của main ấy. Thì mình sẽ cho ra sau hết đi. Tí nữa chúng ta sẽ làm việc với cái đống này sau. Ngoài ra họ rất hào phóng, người ta cho cả dãy cổng các thứ. Đây là ba cái dây quạt, mình sẽ nối hết tất cả vào với nhau. Mặt sau thì nó bật thử lên xem là nó. Thói quen của mình là gắn cạc hoàn thành còn sau cùng. Tại vì cạc thì tại vì tháo lắp vào rất là dễ. Và ngoài ra thì còn khá mấy cái đầu dây gọi là dây phân băng neo, nó hay bị ẩn ở dưới cạc phía dưới. Nên mình rất ít khi gọi là gắn cạc vào đầu tiên này. Cái đầu tiên sau này lỗi làm thì mở ra rất là khổ. Không nghĩa là vô tình hay cố ý nhá. Khi mình luồn dưới này thì nó căng luôn, đỡ phải buộc dây. Không biết đây gọi là tính năng của sản xuất hay là gì đó, mình không biết gọi nó là gì. Fuck! Thật ra là mình đang không có thời gian và cái tay nghề đi dây của mình không phải tổ lạng cao lắm. Nên là các bạn thấy nó bừa thì các bạn cũng đừng nói gì cả. Tại vì cái này là có thời gian đi nó mới đẹp được cơ. Few inches later. Mình sẽ cắn con cạc vào đây. Mình đã quá bực với con vỏ cây rồi. Con cạc thì theo như Cyberpunk, theo như CD Projekt Red ấy, CD Projekt Red họ nói thì con cạc mà các bạn yêu cầu cần sẽ là 780 GTX 780. Và nếu dần phép nội suy đấy thì 780 nó sẽ mạnh ngang khoảng tầm là 970 ngang 1060, 1060 thì chắc là đây. Thì con 1660 này nó sẽ gọi là thừa sức cho anh em chơi được Cyberpunk 2077. Tất nhiên là với chế độ phải tắt ray tracing đi. Và đây là cái phiên bản gần như rẻ nhất hiện tại. Vừa rẻ vừa cute. Asus TUF 1660 OC 6GB. Và nó có một cái mấy cái ni lông ở đây nhìn khá là ngứa mắt. Những cái vỏ cây giá rẻ luôn có những cách tháo đồ của mình không bao giờ có thể ngờ tới. Nó rất là quan ta la văn. Bây giờ là sẽ phải cho lại vào đây. Ấn nó xuống. Lắp hai con vít to, tổ bự vào đây. Mình sẽ không cho các bạn xem mặt sau. Là cho thể giấu lại, coi như không ai biết cả. Và bây giờ mình sẽ cắm thử con này lên. Và sau đó là mình sẽ cài Win và vào thử Cyberpunk. Xem là cái hiệu năng chơi game của nó ra sao. Bố này led RGB. Được chứ. Mặc dù con vỏ này có giá là mỗi 549.000 thôi, nhưng mà bù lại chúng ta sẽ được led RGB nhưng không đổi màu được. Nói chung là về cái giá này thì anh sẽ quan tâm hơn về cái kiểu hiệu năng của nó hơn là về hình thức. Hình thức này, bốn quạt này là nhìn gọi là đủ rồi. Và bây giờ mình sẽ thử chơi Cyberpunk với con máy này, xem thử nhiệt độ ra sao, về hiệu năng của nó ra như thế nào và các cái thứ, các phần mềm để tối ưu hóa nó trước khi các bạn chơi game. Các bạn lưu ý nhé, khi mà các bạn vào BIOS tự nhảy, khi các bạn không bật ý, thì RAM nó chạy ở 2133. Nếu các bạn bật lên thì RAM mới chạy ở cái bus của nó là 2666 của nó. Ở đây là 2667, 2666 như nhau cả. Và thôi. Rồi bây giờ chúng ta đã vào được cái Cyberpunk 2077. Mình đang bật đây, các bạn thấy là cạc đang là 44 độ, CPU đang 51 độ, đang loát khoảng mấy chục phần trăm. RAM đang ăn là hơn 4GB và FPS đang khoảng tầm 120fps. Và đây chắc là trong ngoài menu nó sẽ bị lock FPS. Và bây giờ thì về phần đồ họa thì khi mà vào game ấy, nhận cho chúng ta đó chính là mức 2. Chromatic, tất cả mọi thứ đang đều gần như là bật. Và hiệu ứng đang ở mức 2 và khởi động cưa đang là ở mức 8X.
Ray Tracing tức là không bật được rồi. Cho chúng ta dùng là GTX 1660 Super hoặc là dùng 3060T thì chắc là lúc đấy chúng ta phải bật cơ. Và ok, select DLSS cũng không thể bật được tại vì đây nói chung là đang xem chưa Full HD lâu đúng không? Rồi, new game dễ đi cho nó hợp lý. Và chúng ta sẽ thử là what the fuck? What the fuck? No! What the hell? It's not! Không! 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 Cyberpunk này là một game của CD Projekt Red và trước đây nổi tiếng với các sản phẩm Witcher nếu anh em nào mà chơi rồi. Nói chung nó là những cái game RPG 45 FPS và cả của chúng ta đang hoạt động ở mức 97%. CPU đang không lót mấy. Mặc dù ở mức Full HD thì gần như ăn CPU nhất, nhưng mà hiện tại thì CPU cũng đang chỉ lót khoảng 45%, nên là con hoàn toàn là con 10100F này anh em dùng thì vẫn dùng được. Nhưng mà bây giờ mức FPS của chúng ta đang ở mức khoảng 50 FPS, nên là nó sẽ không phải là quá là ngon cho anh em nếu mà gọi là để có cái trình mượt mà và mình cảm nhận được cái độ giật của con màn hình này ở đây. Rồi bây giờ đang là ra ngoài khung cảnh ở bên ngoài và mức FPS của chúng ta đang khoảng tầm 55 FPS, vâng, hơn 60 FPS, tức là chúng ta có thể chơi khá là ổn định. Mình chưa thử buổi tối như nào, buổi tối mình chưa biết nào, nhưng mà bây giờ hiện tại là đang ở trong khung cảnh ngoài trời, phải hình render khá là nặng và chúng ta đang khoảng tầm mức 50 FPS. Tài xe khó thế nhỉ, cả mọi hoạt động rất năng nổ khoảng tầm 98%, vâng. Mở không được thì chúng ta đá. Đây mình vừa thử ra nhìn ra khoảng khung cảnh bên ngoài nhá, thì mức khung cảnh độ tụt xuống này tầm 47, dưới 5 dưới 60 nếu mà nhìn bên ngoài, và nhìn bên trong này, bên trong khung cảnh nó sẽ lên ở tầm 60, còn nếu mà nhìn ra ngoài có những khung cảnh phức tạp về các thứ thì nó bị tụt FPS xuống. Nói chung này thì nói chung ở mức chơi được và chấp nhận được. Và với cái bộ máy 14 triệu mà anh em chơi được như này thì mình thấy là nó sẽ khá là 14 triệu chúng ta vẫn chơi được tốt được cái Cyberpunk 2077 và giá của cái tựa game này trên Steam ý, nó là khoảng tầm 900.000 và hiện tại bộ máy này là 14 triệu và đã chứa các chương trình khuyến mại rồi. Còn nếu anh em muốn chơi các tựa game khác ý, thì những cái bộ máy về cấu hình Core i3-10100F và 1660 Super này vẫn đảm bảo là chơi đủ tốt tất cả những cái tựa game mới bây giờ độ phân giải Full HD và kể cả thiết lập cao như trong Cyberpunk nữa, tại vì Cyberpunk đây đang là một tựa game rất là mới và cấu hình yêu cầu khá là cao, nhưng mà cái máy 14 triệu này vẫn chơi được khá thoải mái. Và ngoài ra thì cái phần đèn đóm này anh nhìn đẹp không, đẹp chứ. Thôi thì chúng ta đã vừa qua cái clip và chơi thử cái máy 14 triệu với game Cyberpunk 2077, kết luận là hoàn toàn chơi được, ổn định, thiết lập cao, độ phân giải Full HD được khoảng tầm 60 FPS. Anh em muốn thử nghiệm với những game gì khác nữa thì có thể cho mình biết trong cái phần comment nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video clip tiếp theo. Bye.